Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của kênh Học Đồ Họa. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái thuộc tính trong phần Select và cách làm việc với những cái thuộc tính đó như thế nào. Để chuẩn bị cho bài học ngày hôm nay, tôi đã mở sẵn một bức ảnh. Để không tác động lên Layer Background, chúng ta sẽ Ctrl Z bức ảnh lên và làm việc với Layer 1. Select là một cái menu liên quan tới những cái công việc xử lý với vùng chọn. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái mục ở trong phần Select này. Cái đầu tiên là Select All, phím tắt là Ctrl A. Cái phần này nó cho phép chúng ta chọn tất cả toàn bộ khung hình trong file, chứ không phải chỉ riêng chọn layer 1. Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta layer background hay là có layer 2, layer 3 mà nó có những bức ảnh khác, thì khi chúng ta chọn như thế này thì nó sẽ chọn hết tất cả các bức ảnh đó luôn. Cái thứ hai là deselect là Ctrl D. Cái này giúp chúng ta hủy bỏ vùng chọn chúng ta đang lựa chọn đi. Chúng ta có thể chọn vào deselect hoặc là chúng ta ấn Ctrl D trên bàn phím. Giả sử chúng ta có một cái vùng chọn với một cái vòng như thế này. Đây là một vùng chọn tự do. Hiện tại tôi vẽ như thế này có nghĩa là tôi đang chọn cái vùng ở bên trong được bao bọc bởi cái vùng chọn này. Bây giờ chúng ta muốn chọn vùng bên ngoài để xóa đi và chúng ta giữ lại vùng bên trong, thì các bạn sẽ sử dụng Select chọn, chế độ đó là Invert, Shift Ctrl Y là đảo ngược vùng chọn ra bên ngoài như thế này. Và lúc đó chúng ta có thể thao tác ở bên ngoài và giữ lại, bảo toàn những cái thành phần ảnh ở bên trong. Chúng ta ấn Shift Ctrl Y để đảo ngược lại. Đó là cách thao tác với vùng chọn. Alt Ctrl A, thuộc tính Alt Ctrl A cho phép chúng ta chọn tất cả các layer trên file trừ layer background. Giả sử bây giờ chúng ta sẽ Ctrl Z để nhân bản layer này thành layer 1 đến layer 3 copy. Bây giờ chúng ta chọn chế độ Select chọn Alt Ctrl A thì nó sẽ chọn tất cả các layer từ layer 1 đến layer 3 copy mà không chọn layer background. Đó là cách sử dụng của cái thuộc tính này. Ctrl A là để chọn tất cả ảnh, còn Alt Ctrl A là để chọn tất cả các layer Alt Ctrl A đó, trừ layer background ra. Đây là một thuộc tính chọn layer rất nhanh. Tiếp theo là deselect layer. Deselect layer giúp chúng ta hủy bỏ cái lựa chọn chúng ta đang lựa chọn cho layer đó. Ví dụ như bây giờ tôi đang chọn layer 1, tôi chọn deselect layer thì nó sẽ hủy cái lệnh chọn layer 1 và không chọn bất kỳ một layer nào trên này. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu tới file layer. Phím tắt là Alt Shift Ctrl F. Cái chức năng này cho phép chúng ta tìm kiếm layer theo các chủ đề như là tên. Lúc này khi chúng ta ấn phím tắt nó sẽ bật ra cái ô như vậy. Và nếu như file chúng ta khoảng tầm 2 đến 50 cái layer với các tên khác nhau, chúng ta có thể tìm bằng cách nhập tên layer chúng ta cần tìm vào bên này, hoặc tìm theo các cái chế độ khác như là theo model, theo attribute, theo color hay là theo effect, theo các hiệu ứng vân vân. Và phổ biến nhất là chúng ta sẽ tìm kiếm theo tên. Đó là cách tìm phổ biến và nhanh nhất. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu tới isolate layer. Cái này là nó sẽ cô lập cái layer chúng ta đang chọn. Giống như việc là khi chúng ta chọn cái chế độ này thì các layer khác bị ẩn đi, chỉ hiển thị mỗi layer mà chúng ta đang chọn thôi. Chúng ta chọn vào. Đấy, các bạn nhìn thấy các layer khác nó đã ẩn đi hết và chỉ còn lại layer 1 mà chúng ta đã chọn vào thôi. Chúng ta Ctrl Z lại hoặc là chúng ta bỏ cái chức năng này đi là được. Khi bạn đang có chức năng này, các bạn chỉ vào đây và bỏ đi là nó trở lại bình thường. Đó là cái chức năng của công cụ đó. Một cái chức năng rất là quan trọng trong mục Select chính là Color Range mà hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Color Range là cách chúng ta đưa ra một cái vùng lựa chọn rất là nhanh theo sự phân biệt về tương đồng màu sắc, ánh sáng cũng như là độ tương phản của bức ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Color Range. Trước hết tôi sẽ xóa bớt những bức ảnh này đi. Chọn bức ảnh cần sử dụng Color Range, chọn vào Select chọn Color Range. Đây là hộp thoại về thuộc tính của Color Range. Ở thuộc tính Color Range chúng ta sẽ có một số cái thông số như sau. Phần Select chúng ta sẽ có một số chủ đề như là chúng ta chọn theo nhóm màu đỏ. Lúc này các bạn nhìn thấy ở trên
phần hiển thị preview của chúng ta nó sẽ sáng lên. Cái phần nào chúng ta lựa chọn nó sẽ sáng lên. Cái chỗ nào sáng nhất có nghĩa là chỗ đó là màu đỏ nhất, còn chỗ nào nó sáng mờ mờ là những cái màu nó chỉ có một ít lượng màu đỏ trong đấy thôi thì nó sẽ bị mờ hơn. Đó là chúng ta chọn cho chủ đề màu đỏ, hoặc là các chủ đề khác như màu vàng. Ở trên này bức ảnh này rất là ít màu vàng, không có nhiều cho nên là chúng ta không thấy một điểm nào quá trắng cả. Hay là màu xanh cũng không có, cyan lại càng không có, blue có một chút ở đây, magenta. Chúng ta có thể chọn một chủ đề nào đó mà chúng ta dễ dàng bóc tách nó ra khỏi bức ảnh. Còn nếu không, chúng ta chọn ở chế độ là sample color. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào một cái mục nào đó bằng cách kích vào đây hoặc kích lên thiết kế bức ảnh. Ở đây ví dụ như là tôi muốn chọn về cái phần màu áo màu đỏ của cô gái, tôi kích vào đây thì lúc này nó sẽ sáng cái phần áo màu đỏ này lên, có nghĩa rằng màu đỏ chúng ta đang được lựa chọn. Và chúng ta nó sẽ tạo ra một cái vùng selection, và chúng ta làm việc với vùng selection đó như thế nào là cách chúng ta sẽ làm sau. Vậy thì khi chúng ta chọn màu đỏ như thế này, chúng ta muốn hiện tại mặc cái con số của nó đang dừng ở 132 với fuzziness. Nếu chúng ta muốn chúng ta lấy rộng hơn, lấy thêm một số cái màu đỏ khác ở bên ngoài nữa, chúng ta kéo cái giá trị fuzziness này lên cao thì nó sẽ lấy rộng hơn cái màu đỏ đó. Lúc này nó sẽ không hoàn toàn lấy màu đỏ không nữa, mà nó sẽ lấy các cái màu khác gần như đỏ, như là màu này chẳng hạn, nâu đỏ. Phần range bên dưới nó cho phép chúng ta mở rộng hay thu hẹp cái vùng mà chúng ta sẽ lựa chọn đối với cái màu chúng ta đang chọn trên này. Đó là cái thủ tục range. Khi chúng ta chọn cái bút để chọn ấy, là chúng ta đang chọn cái bút này. Bút này là eyedropper tool dùng để lấy mẫu và loát lên. Nếu chúng ta cảm thấy chúng ta cần phải lấy thêm một cái màu khác nữa, chúng ta hãy chọn cái bút cộng và chúng ta cộng thêm một màu khác, thì lúc này nó sẽ cộng thêm cái màu đó kết hợp với màu đỏ đã chọn trước đó thành một vùng. Và nếu chúng ta cảm thấy không cần, chúng ta có thể ấn phím dùng cái bút trừ của chúng ta trừ vào thì lúc này nó sẽ trừ đi. Ở bên trên chúng ta có localize color cluster. Cái này nó khi mà chúng ta tích vào cái này á, nó sẽ có lợi cho cái việc chúng ta lựa chọn màu một cách chính xác, bởi vì đây là nó cho phép các bạn chọn màu cục bộ, một cụm màu cục bộ, có nghĩa là những cái màu nó có những tính chất tương đồng nhau rất là mạnh mẽ khi mình ta tích vào đây. Còn nếu chúng ta bỏ ra thì nó sẽ không phải là chọn màu cục bộ nữa, mà nó sẽ là chọn trên toàn ảnh với những cái màu na ná như nhau, thì cái độ chính xác của màu nó sẽ không được tốt, nó sẽ lấy tương đối thôi. Cho nên cái cách lựa chọn này là ta sẽ rất là mất thời gian và đưa ra cái sự lựa chọn nó không được chính xác lắm. Còn cái detect face này là nó giúp chúng ta phát hiện ra cái khuôn mặt trên cái bức ảnh của chúng ta khi chúng ta lựa chọn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái này thì không cần thiết đối với những cái bức ảnh mà nó chúng ta liên quan tới xử lý về khuôn mặt như là chân dung thì chúng ta mới cần cái này. Ở bên dưới chúng ta có một cái thuộc tính đó là invert, đó là chúng ta đảo ngược ra. Lúc này cái vùng màu trắng, bây giờ vùng màu trắng là vùng lựa chọn, thì chúng ta đảo ngược ra thì vùng màu trắng sẽ chuyển thành đen và nó sẽ không được lựa chọn nữa, và sẽ lựa chọn các cái vùng ngược lại so với cái mà chúng ta vừa chọn lúc nãy. Ở bên dưới chúng ta có hai mục hiển thị, đó là hiển thị ở mục email. Hiển thị mục email này thì thực ra chúng ta sẽ khó để phát hiện cái nào là cái chúng ta đang chọn và cái nào là cái chúng ta không chọn, cho nên selection là một lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Ở phần selection preview chúng ta sẽ có các hiển thị như sau. Ở chế độ None là chúng ta chỉ hiển thị phần lựa chọn ở trong phần preview của khung color range, nó không hiển thị ra ở ngoài bức ảnh. Còn nếu chúng ta chọn chế độ Gray thì ở trong phần preview hiển thị như thế nào, ở ngoài bức ảnh sẽ hiển thị như vậy, sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn cái mục lựa chọn chúng ta đã là chính xác hay chưa. Còn nếu mà chúng ta không cần thì chúng ta sẽ chọn chế độ khác. Đó, các bạn xem ở trong này mà các bạn thấy nó nhỏ quá, các bạn không phát hiện ra được thì các bạn sẽ mở chế độ Gray, hay là các bạn chọn chế độ là Black. Chế độ này nó hiển thị ở dạng là màu đen mờ và nó hiển thị ở đây là màu trắng, nhưng ở bên ngoài thì nó lại hiển thị cho chúng ta là cái màu đỏ để nó báo cho chúng ta là chúng ta đang chọn cái màu đỏ, và nó hiển thị tất cả những cái vùng mà có màu đỏ ở trên bức ảnh lên như thế này. Còn những chỗ khác thì nó sẽ tối và đen lại để giúp chúng ta phân biệt được là màu đỏ là màu chúng ta đang chọn và nó phân bố ở những chỗ nào trên bức ảnh. Đối với chế độ là White thì lúc này nó ngược lại so với Black thôi,
Đó, chúng ta vẫn có thể biết được màu đỏ là những cái phần nào và những phần nào là nó không chọn. Quick Mask, đây là nó sẽ phủ lên trên cái bức ảnh chúng ta một cái lớp màu sắc của Quick Mask là màu đỏ với chế độ opacity nhất định, cho nên cái này chúng ta cũng rất là khó phát hiện đối với một cái áo đỏ như thế này. Nếu mà ở một cái nền ảnh khác, màu khác so với màu của Quick Mask thì chúng ta sẽ phát hiện dễ dàng hơn, bởi vì Quick Mask chính là màu đỏ rồi. Chúng ta chỉ có thể thấy là cái áo này nó đỏ hơn mà thôi, giày này nó đỏ hơn mà thôi, bởi vì nó được phủ lên cái màu Quick Mask. Chúng ta chọn Gray là một cái màu khá là dễ quan sát. Khi mà chúng ta có một cái lựa chọn này mà chúng ta muốn áp dụng cái cách lựa chọn này, những cái thông số này cho những cái lần chọn color khác, chúng ta hãy chọn vào Save để lưu lại. Còn thông thường thì chúng ta sẽ ấn OK ngay, bởi vì là mỗi bức ảnh sẽ một có cách lựa chọn khác nhau với color, cho nên là cái này cũng không cần phải lưu lại. Khi mà chúng ta đã có một thông số nhất định rồi, chúng ta sẽ ấn OK. Lúc này nó sẽ tạo ra một cái vùng lựa chọn ở trên khung hình của chúng ta, và tôi sẽ thử Ctrl Z ra và chúng ta sẽ kiểm tra. Đây là những vùng mà nó đã lựa chọn tạo ở layer 2. Ví dụ như bây giờ tôi chọn cái màu đỏ này ra để tôi cho nó sáng lên một chút nữa. Đó, chọn cái green. Ví dụ như vậy. Thì đó là cách lựa chọn và làm việc với cái chế độ Colorant ở trong mục Select. Nó là một cái phần tool hỗ trợ rất là đắc lực trong việc chúng ta tạo ra cái selection. Phần tiếp theo chúng ta tìm hiểu trong ngày hôm nay, đó chính là Focus Area. Cái Focus Area này chính là nó tạo ra một cái vùng lựa chọn dựa trên một vài cơ chế. Ở đây trong quá trình chúng ta bật lên thì nó đang load. Nó load ở đây nó đang load là load selection lên. Ở phần View Mode chúng ta sẽ có một số cách hiển thị là load ở chế độ là selection, load ở chế độ là mask, hay là chế độ on black, hay là chế độ on white, hay là chế độ black and white, hoặc là chế độ on layer. Các bạn có thể sử dụng với overlay. Ví dụ như bây giờ khi mà nó đang cái màu đỏ là màu mà nó sẽ tạo ra cái selection hay tạo ra mask, nó là phần để chúng ta lựa chọn. Bây giờ tôi muốn giảm bớt những cái vùng lựa chọn đi thì tôi sẽ chọn cái bút trừ và tôi sẽ trừ nó như thế này. Đây là một cách lựa chọn khác phần select. Đó, ảnh này khá nặng, do đó nó sẽ mất một chút thời gian để xử lý. Còn nếu chúng ta muốn cộng thêm vào, như bây giờ tôi muốn cộng thêm cái phần chân của gái này vào, thì chúng ta chọn cái brush cộng, chúng ta ấn phím Alt và giữ chuột phải kéo ra kéo vào để phóng to cái cụ này, cộng vào. Đó, các bạn cộng vào. Đây cũng là một cách để tạo ra vùng lựa chọn. Còn ở dưới cái phần các thuộc tính bên dưới, chúng ta có thể kéo cái này hẹp xuống để thu hẹp cái vùng lựa chọn lại. Đó, hoặc là chúng ta kéo cái này lên để mở rộng vùng lựa chọn ra. Các bạn có thể chọn vào Auto để nó tự động phân tích và tìm ra những cái vùng màu tương đồng để nó lựa chọn. Ở phần Output, chúng ta có xuất ra ở dạng đó là Mask, hay dạng selection, hay dạng tạo ra một layer mới. Ví dụ như đây layer 1 thì tạo ra một layer 2 chẳng hạn, hay tạo ra một file một layer mới với mask, hay là tạo ra một file mới với mask. Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta sẽ tạo ra một layer mới với mask, để chúng ta không tác động đến layer 1, ta chọn chế độ là new layer with layer mask. Shorten edge là cái chức năng làm mềm cạnh. Khi mà chúng ta cắt với chế độ này, lựa chọn cái chế độ này có những cái điểm nó rất là sắc cạnh thì chúng ta sẽ làm mềm nó bằng cách tạo ra feather. Cái này nó sẽ tự động tạo ra một cái lớp feather nhất định để làm mềm cạnh. Cái phần select and mask này nó sẽ hỗ trợ chúng ta tạo ra cái sự lựa chọn chính xác và triệt để hơn. Cái này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong các cái video sau. Sau khi chúng ta tạo ra một lựa chọn xong với chế độ là new layer quick layer mask, chúng ta ấn OK. Thì các bạn nhìn thấy nó sẽ tạo ra một layer 1 copy với mặt nạ. Chúng ta chỉ tắt đi là chúng ta thấy nó tạo ra một lớp mặt nạ. Đó. Vậy thì tất cả những cái như là Colorant với Focus Area đều là những cái sự lựa chọn để tạo ra một cái vùng lựa chọn để xử lý trên ảnh trong quá trình chúng ta thao tác với ảnh. Phần tiếp theo trong video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là chế độ là Modify. Chế độ Modify. Để bật chế độ Modify này lên, chúng ta phải tạo ra một vùng chọn nhất định. Như tạo ra vùng chọn như thế này. Modify là một quá trình để chúng ta chuyển đổi hay là chỉnh sửa cái selection của chúng ta.
phần border có nghĩa là chúng ta tạo cho cái đường vùng chọn này, cái đường selection này một cái đường viền. Tôi nhớ ở đây chúng ta tạo nó là 4, để các bạn phóng to lên các bạn sẽ nhìn thấy nó tạo ra một cái đường khoảng cách là 4 pixel. Ctrl Z lại. Đó, tạo ra một cái đường viền xung quanh cái vùng lựa chọn của chúng ta. Tiếp theo là smooth. Cái công cụ smooth này với phím tắt là Shift F3 rất quan trọng trong việc chúng ta sử dụng pen để cắt ra đường path khi mà chuyển đổi đường path thành vùng chọn. Thì nó có những cái đường mà nó uốn lượn, nó khiến cho cái đường path, cái vùng chọn chúng ta nó bị giang cưa hay là nó không mềm mại. Thì cái thuộc tính smooth selection này với giá trị là sample radius, nó sẽ giúp chúng ta làm mềm các cái vùng bị gãy hay là các cái vùng cua ở trên cái đường selection của chúng ta, khiến cho cái vùng chọn chúng ta cắt ra nó mềm mại hơn. Cái thông số làm mềm này nó sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng của bức ảnh. Bức ảnh càng lớn thì thông số này càng cao, mà bức ảnh càng bé thì thông số này thấp thôi, không thì nó sẽ mềm quá. Đây, ví dụ như cho là 1 thì nó sẽ mềm mức độ tương đối thôi, bức ảnh cũng khá là lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tới là expand. Expand nó sẽ giúp cho cái vùng chọn chúng ta nó nới ra bên ngoài. Đấy, nó nới ra bên ngoài này là bao nhiêu pixel, ví dụ như chúng ta muốn nới ra là tầm 10 pixel chẳng hạn. Và khi mà chúng ta nới ra 10 pixel, ấn OK, các bạn sẽ nhìn thấy vùng chọn nó sẽ tự động nới ra. Cái này sẽ giúp cho quá trình mà các bạn cắt sản phẩm mà bị cắt lẹm vào bên trong sản phẩm nhiều quá thì chúng ta có thể nới ra bằng thuộc tính expand. Ngược lại với expand, chúng ta sẽ có contract là làm nét. Contract thì nó sẽ khi mà chúng ta cắt ra quá mà chúng ta muốn gom vào, thu vào bên trong thì chúng ta chọn contract. Ví dụ như ở đây thu vào bằng 5 chẳng hạn, ấn OK thì nó sẽ thu vào. Đó chính là ý nghĩa của contract và expand. Thuộc tính cuối cùng đó chính là Phaser. Shift F6, các bạn nên nhớ phím tắt của nó. Phaser Radius là chế độ làm mềm, có nghĩa là ví dụ như bây giờ tôi Ctrl Z bức ảnh này lên, đây là chưa có Phaser thì bức ảnh nó sẽ cứng như thế này. Các bạn nhìn thấy nó rất là cứng như vậy, nó rất là xấu. Và bây giờ chúng ta sẽ load lại vùng chọn đó và chúng ta cho thuộc tính Phaser. Ví dụ như đây tôi để bằng 50 chẳng hạn, ấn OK. Sau đó tôi Ctrl Z lần thứ hai và chúng ta quan sát sự khác biệt giữa layer 4 và layer 3. Layer 3 thì không có phaser rất sắc. Layer 4 khi có phaser, chúng ta sẽ tạo ra một cái đường mờ như thế này. Đó là thuộc tính phaser. Thuộc tính tiếp theo rất là quan trọng trong tất cả các vùng cách lựa chọn với selection, đặc biệt là chúng ta sử dụng với Magic Wand. Đó chính là thuộc tính similar. Thuộc tính similar nó sẽ giúp chúng ta tìm kiếm các cái màu tương đồng hay là cái màu giống nhau. Ví dụ như bây giờ chúng ta chọn với công cụ như thế này, chúng ta chọn bất kỳ công cụ nào cũng được, chúng ta chọn ra một vùng màu. Ví dụ như tôi chọn ra cái vùng màu áo này chẳng hạn. Sau đó bởi vì cái công cụ này nó chưa chọn hết được cái màu đỏ ở trên toàn bức ảnh mà chúng ta đang muốn chọn màu đỏ, vậy thì khi chúng ta chọn thuộc tính similar, lúc này cái vùng chọn của chúng ta nó sẽ chọn gần như là bao quát các cái màu đỏ mà gần giống cái màu đỏ ban đầu chúng ta chọn. Vậy thì tại sao nó không chọn được những cái phần này? Thứ nhất là nó liên quan tới cái cách chúng ta sử dụng đối với Magic Wand. Chúng ta chưa mở rộng cái terrain này lên, ví dụ như mở rộng lên 50 thì chúng ta chọn nó rộng hơn chẳng hạn. Đó, chúng ta chọn nó rộng vào thì lúc này chúng ta chọn Simular thì nó sẽ chọn rộng hơn cho chúng ta. Đó, nó sẽ chọn rộng hơn, nó chọn lên cả miệng rồi. Đây là thuộc tính similar. Vậy thì cái thuộc tính này nó được ứng dụng rất là nhiều trong cái kỹ thuật chúng ta tách những cái chi tiết rất phức tạp như là lá cây hay là lông tóc. Rồi, trong video ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn qua về cách sử dụng với menu select với các cái thuộc tính như vậy. Hy vọng rằng qua cái video chia sẻ này các bạn sẽ nắm được các cái chức năng cũng như là phím tắt và thuộc tính cách sử dụng của các cái tool ở trên phần select khi làm việc với vùng chọn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.